đang bay trên nóc tòa nhà của bệnh viện Lao Phổi, thành phố Cần Thơ. Với công thức bay xả 24 vòi, bay tốc độ là 2 m/s, lưu nước xả là 30 lít trên 1 hecta. Đây là các cái giọt thuốc được cánh quạt máy bay áp xuống và lan tỏa đều trên tất cả các cái bề mặt không khí. Sẽ giúp cho các cái dung dịch bay lan tỏa vào các cái khu vực khó có thể máy trên mặt đất tiếp cận được.